Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc đột nhập ăn cắp bí mật quốc gia. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc về tội xâm phạm trang mạng của những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ. Các nhà nghiên cứu Viêm phổi Vũ Hán và các công ty khác trên thế giới theo hồ sơ nộp lên tòa được công bố vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Nhà chức trách Mỹ cho biết hai công dân Trung Quốc là Lý Tiểu Ngọc, 34 tuổi và Đồng Gia Trí, 31 tuổi, tham gia vào một cuộc chiến dịch tấn công mạng kéo dài nhiều năm. Mục đích là đánh cắp dữ liệu về thiết kế vũ khí, thông tin dược phẩm, mã nguồn phần mềm và dữ liệu cá nhân. Đây là hình ảnh lệnh truy nã Lý Tiểu Ngọc và Đồng Gia Trí trên trang web của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra câu trả lời yêu cầu bình luận. Bản cáo trạng không nêu rõ bất cứ tên công ty cụ thể nào, nhưng cáo buộc hai nghi phạm trên đã đánh cắp nhiều dữ liệu từ các máy tính trên khắp thế giới tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ. Luật sư William Hillot, người tham gia họp báo cùng ông Demes vào hôm 21 tháng 7, khẳng định có hàng trăm nạn nhân ở Mỹ lẫn toàn cầu. Tài liệu đã cáo buộc Lý và ông Đồng hoạt động như các nhân viên khế ước với Bộ An ninh Trung Quốc MSS, tương đương với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Các công tố viên nói MSS đã cung cấp cho các tin tặc thông tin về tính dễ tổn thương của những phần mềm quan trọng để xâm nhập mục tiêu và thu thập tình báo. Trong số những đối tượng bị nhắm mục tiêu, có người biểu tình Hồng Kông hoặc văn phòng của Đức Đà Lạt Lạt Ma và một tổ chức cơ đốc giáo Trung Quốc bất vụ lợi. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John Demes đã nói Trung Quốc gia nhập câu lạc bộ các quốc gia đáng hổ thẹn, chứa chấp tội phạm trên mạng để đổi lấy các dịch vụ đánh cắp tài sản trí tuệ. Cáo trạng cho biết các tin tặc này hoạt động từ năm 2014 cho đến năm 2020 và gần đây nhất là tìm cách ăn cắp nghiên cứu về ung thư. Đây là hình ảnh hoạt động của hacker là tìm kẽ hở để xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của các máy tính cá nhân để ăn cắp thông tin hoặc phá hoại các nền tảng, phần mềm. Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 21 tháng 7 đã buộc tội hai công dân Trung Quốc tham gia một chiến dịch gián điệp mạng nhắm tới các nhà thầu quốc phòng, các nhà nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán và hàng trăm nạn nhân khác trên thế giới. Bản cáo trạng cũng cáo buộc những tin tặc đã hoạt động từ năm 2014 tới những năm 2020 và gần đây nhất có mưu đánh cắp nghiên cứu về ung thư. Theo các nhà điều tra, hai công dân Trung Quốc đã đánh cắp bí mật kinh doanh trị giá hàng triệu đô la và tống tiền ít nhất một tổ chức. Giới chức Mỹ cũng cáo buộc hai người này là các nhà thầu cho chính phủ Trung Quốc hơn là gián điệp chuyên nghiệp. Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra được tiến hành sau khi tin tặc xâm nhập vào một mạng lưới thuộc Hensite, khu liên hợp hạt nhân hiện không còn sử dụng của Mỹ tại phía đông của bang Washington vào hồi năm 2017. Đặc vụ của FBI Raymond Duda, đứng đầu văn phòng FBI tại thành phố Z, cho biết Lý và Đồng là một trong những nhóm tin tặc hoạt động mạnh nhất mà chúng tôi từng điều tra. Bản cáo trạng nêu rõ, vào ngày 27 tháng 1, khi bùng phát viêm phổi Vũ Hán, chủng mới, hai công dân Trung Quốc nói trên đã cố đánh cắp nghiên cứu vaccine phòng ngừa COVID-19 tại một công ty công nghệ sinh học của bang Massachusetts của Mỹ. Và cũng trong bản cáo trạng, Washington cũng cáo buộc Bắc Kinh tài trợ các tin tặc nhằm mục tiêu vào các công ty công nghệ sinh học trên toàn thế giới đang nghiên cứu vaccine và các biện pháp điều trị COVID-19. Các công tố viên cũng nghi ngờ rằng Bộ An ninh Trung Quốc MSS có thể đã cung cấp cho các tin tặc thông tin về những điểm yếu của các phần mềm quan trọng để những đối tượng xâm nhập vào các mục tiêu và thu thập thông tin tình báo theo yêu cầu của họ. Và trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách về an ninh quốc gia John Demes vào hôm 21 tháng 7 cho biết các cuộc tấn công mạng cho thấy Trung Quốc muốn làm ngơ trước các tin tặc đang hoạt động tranh lãnh thổ nước này. Đây là hình ảnh một trang web chuyên về an ninh mạng phác họa sơ đồ mô hình mô tả quy trình tạo bẫy và tấn công của nhóm hacker APT32, còn được gọi là Lotus Group, đã hoạt động từ năm 2013. Và theo các chuyên gia, đây là nhóm hacker được nhà nước bảo trợ. Cũng theo ông Demes, Trung Quốc đã cùng với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp nơi trú ẩn cho các tin tặc để đổi lại những tên tội phạm này phải làm việc theo yêu cầu của những nước này khi cần thiết. Và trong một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa
Marco Rubio vào ngày 21 tháng 7 đã kêu gọi cấm các công ty Trung Quốc niêm yết ở Mỹ, song không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán của nước này trên các sàn giao dịch tại Mỹ. Ông Rubio cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất để đá các công ty Trung Quốc khỏi thị trường Mỹ nếu họ tham gia vào các hoạt động gián điệp hoặc là lạm dụng nhân quyền hoặc là hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Đồng thời cũng kêu gọi quan chức Mỹ gia tăng quy định pháp lý trong trường hợp các nhà đầu tư Mỹ bị các công ty Trung Quốc lừa gạt. Động thái của ông Rubio cho thấy nghị sĩ Mỹ ngày càng đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Và các tin tặc có thể liên hệ đến Trung Quốc xâm nhập vào các tổ chức của Mỹ đang nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Các giới chức Mỹ vào ngày 13 tháng 5 cho biết và đã cảnh báo các nhà khoa học và các giới nghiên cứu y tế công cộng coi chừng kẻ cắp trên mạng. Trong một tuyên bố chung, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Bộ An ninh Nội địa DHS và FBI đang làm việc điều tra vào vụ xâm nhập vào các tổ chức của Mỹ do các tin tặc có liên hệ với Trung Quốc thực hiện. Và FBI đã theo dõi nỗ lực tìm kiếm và thủ đắc một cách bất hợp pháp tài sản trí tuệ có giá trị và những dữ liệu y tế công cộng liên quan đến vaccine, chữa trị và các xét nghiệm từ những mạng lưới và cá nhân liên quan đến cuộc nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Và tuyên bố cũng không nêu thêm chi tiết về danh tính của những mục tiêu hay của tin tặc. Và Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những cáo buộc gián điệp trên mạng từ trước tới nay của Mỹ. Đây là hình ảnh camera theo dõi chiếc trụ sở cũ của Google tại Bắc Kinh. Tin tặc Trung Quốc đã bị cáo buộc xâm nhập Google và các cơ quan chính sách Mỹ cũng như các nhà bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Các cuộc nghiên cứu và dữ liệu liên hệ đến virus corona đã nổi lên như một ưu tiên tình báo quan trọng đối với đủ các loại tin tặc. Tuần trước, hãng tin Reuters loan tin là gián điệp trên mạng có thể đã liên hệ đến Iran và nhắm vào các nhân viên của công ty dược của Mỹ. Thuốc chống virus Remdesivir của công ty này là thuốc duy nhất cho đến nay chứng tỏ giúp ích cho các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Vào tháng 3 và tháng 4, hãng truyền thông Reuters cũng đã loan tin là các tin tặc đã nỗ lực xâm nhập Tổ chức Y tế Thế giới giữa lúc đại dịch lây lan trên toàn cầu. Và thông tin được đưa ra là tin tặc liên hệ với Trung Quốc đã dùng công cụ của Mỹ để tiếp tục tấn công cả Việt Nam. Bookkey, nhóm hacker được cho là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, đã sử dụng công cụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, viết tắt là NSA, để tiến hành các vụ tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam từ năm 2016. Theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng Symantec chia sẻ. Và dựa trên chiến thuật và các mục tiêu, Bookkey mang dấu ấn của một nhóm gián điệp được nhà nước bảo trợ. Bà Jennifer, người phát ngôn của công ty Mỹ có trụ sở tiểu bang California, đã nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ, tiếng Việt. Bà nói thêm rằng công ty Symantec không quy kết Bookkey liên quan tới một tổ chức tình báo hoặc một nhà nước cụ thể nào. Và chúng tôi tập trung chủ yếu tìm hiểu các công cụ, chiến thuật và kỹ thuật của các nhóm tấn công nhằm bảo vệ các khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới. Nữ phát ngôn viên cho biết ít ngày sau khi công ty của bà công bố kết quả nghiên cứu như vậy. Cũng theo chuyên gia của BKAV, xu hướng sử dụng các lỗ hổng mới để tấn công, kiếm tiền sẽ còn được hacker sử dụng nhiều trong thời gian tới. Đây là hình ảnh logo của nhóm hacker APT3 Booker. Nhóm Bookkey còn có tên là APT3, viết tắt của cụm từ tiếng Anh là mối đe dọa liên tục tăng cao. Theo tìm hiểu của phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Symantec không nêu cụ thể tên của Trung Quốc trong nghiên cứu của mình mà nói rằng cuộc tấn công do nhóm Bookkey thực hiện. Đây được cho là thuật ngữ riêng của Symantec đối với các tin tặc mà Bộ Tư pháp Mỹ và một số công ty an ninh mạng khác đã nhận diện là nhà thầu ở Quảng Châu của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tin cũng cho hay do các công ty an ninh mạng hoạt động trên toàn cầu, họ thường đặc biệt dành cho các cơ quan tình báo, nhà nước trên thế giới nhằm tránh xúc phạm bất kỳ chính phủ nào. Vì thế, các nhà báo cáo NSA được gọi là nhóm Equation. Và các nhà nghiên cứu của Symantec không biết chính xác cách thức của Bookkey tiếp cận công cụ do phía Mỹ phát triển. Nhưng họ nắm được rằng, ngoài Việt Nam, tổ chức bị coi là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc còn thực hiện tấn công nhằm vào các tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo dục và mạng máy tính ở Philippines, Hồng Kông cũng như tại Bỉ và Luxembourg. Cũng theo hãng Symantec, nhóm Bookkey thực hiện các vụ tấn công gián điệp từ năm 2009, phần lớn nhắm vào các tổ chức có trụ sở ở Mỹ. Ngoài ra, hãng Fear cũng cho rằng các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty ô tô nước ngoài để hỗ trợ mục tiêu phát triển sản xuất ô tô trong nước. Hãng an ninh mạng nói thêm rằng
Dù Bookcase dường như ngừng hoạt động giữa năm 2017, các công ty của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tiếp tục được sử dụng trong các vụ tấn công cho tới cuối năm 2018. Và mục đích của tất cả các cuộc tấn công chúng tôi thảo luận trong cuộc nghiên cứu là tìm cách tiếp cận hệ thống của nạn nhân, và điều đó có nghĩa rằng việc đánh cắp thông tin và gián điệp mạng là động cơ lớn nhất. Đây là hình ảnh bên ngoài một trung tâm dạy nghề ở Tân Cương bị tố cáo là nơi cải tạo cưỡng bức và dùng để tẩy não người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Và khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên quan ngại về các vụ tấn công của Bookcase hay không, nữ phát ngôn viên của Symantec nói rằng các tổ chức cần áp dụng cách tiếp cận đa lớp nhằm phòng ngừa và bảo vệ hệ thống mạng của mình. Trung Quốc chưa có phản ứng nào về báo cáo của Symantec, nhưng Bắc Kinh trước đây cũng đã từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về việc thực hiện các vụ tấn công gián điệp trên mạng ở nước ngoài. Và tiếp đến, Trung Quốc cũng bị cáo buộc rằng dùng tin tặc Trung Quốc đã theo dõi người Duy Ngô Nhĩ ở nhiều nước trên thế giới. Tin tặc làm việc cho chính phủ Trung Quốc đã đột nhập vào các mạng viễn thông để theo dõi người Duy Ngô Nhĩ đi tới Trung Á và Đông Nam Á. Nhiều nguồn tin điều tra các vụ tấn công nói với hãng truyền thông Reuters như vậy. Và hệ thống viễn thông ở các nước bị hacker Trung Quốc nhắm tới là Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Hãng tin Anh đã dẫn lời các nguồn tin nói rằng các vụ tấn công mạng này là một phần của chiến dịch do thám lớn trên mạng nhắm vào các cá nhân cũng như các nhà ngoại giao hay các nhân viên quân sự ở nước ngoài. Nhưng tin cũng cho hay Trung Quốc cũng đặt ưu tiên theo dõi sự di chuyển của một số người thiểu số Duy Ngô Nhĩ gồm phần đông các tín đồ Hồi giáo vốn bị Bắc Kinh coi là mối đe dọa an ninh. Trung Quốc thời gian qua cũng đã đối mặt với các chỉ trích của các cộng đồng quốc tế về việc nước này đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận sự can dự vào các vụ tấn công mạng, cũng như việc họ đối xử tệ bạc với người Duy Ngô Nhĩ, theo hãng truyền thông Reuters cho biết. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc đột nhập ăn cắp bí mật quốc phòng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de